Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Tam Đảo đã phát động các phong trào thi đua với những nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn ở địa phương. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã xây dựng nhiều mô hình điển hình trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10 năm 2016, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động ở huyện Tam Đảo. Sau đây là nội dung chuyên mục. Liên đoàn Lao động huyện Tam Đảo hiện đang quản lý trực tiếp 24 công đoàn cơ sở với trên 1.800 đoàn viên công đoàn. Thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Tam Đảo đang nỗ lực phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, nhiệm vụ công tác, bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xác định tầm quan trọng của công tác thi đua, hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức, phối hợp tổ chức hoạt động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, lập thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Nét nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua của công nhân viên chức lao động huyện Tam Đảo là đã triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực với hình thức thi đua phong phú, thiết thực, bảo đảm sự phối hợp thống nhất giữa công đoàn và chuyên môn. Chú trọng khen thưởng từ cơ sở và công nhân trực tiếp sản xuất, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Phong trào quản lý bảo vệ rừng, nghiên cứu khoa học của các ngành, các lĩnh vực. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với hàng chục công trình, sản phẩm mới đạt chất lượng cao, góp phần giải quyết khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiết kiệm, sử dụng và khai thác có hiệu quả thiết bị công nghệ hiện có, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, cải thiện điều kiện làm việc, đổi mới công tác quản lý được áp dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế xã hội và đời sống. Chào mừng 20 năm tái lập tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua, đã tạo ra được khí thế sôi nổi rộng khắp, phát huy được sức mạnh của toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Trong đó tổ chức công đoàn đã tạo được sự đoàn kết, dân chủ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và của tỉnh. Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cũng đã thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục phát triển và nhân rộng, đã góp phần quan trọng làm thay đổi cơ cấu nông nghiệp. Bên cạnh đó, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến được đưa vào sản xuất cũng giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả giống cây trồng vật nuôi. Trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực. Vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng bằng nhiều công trình, sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Kết quả 100% công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua, qua đó động viên, khuyến khích công nhân viên chức lao động thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nhiều đề tài, đề án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân viên chức lao động được ứng dụng trong thực tiễn, đã tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị kinh tế cao. Bản thân tôi đã có hai cái đề tài nghiên cứu khoa học là bảo tồn nguồn sen hai loài trà đặc hữu là trà hoa vàng Hakoda và hải đường hoa vàng tại vườn quốc gia Tam Đảo, và cái nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước khai thác phát triển nguồn gen hai loài trà hoa vàng Tam Đảo và trà hoa vàng Petrolotti tại vườn quốc gia Tam Đảo. Thì cái đề tài này cũng đã mang lại được cái lợi ích cho vườn quốc gia là đã bảo tồn được nguồn gen được 4 cái loài trà hoa vàng quý hiếm đặc hữu của Việt Nam tại Tam Đảo, cũng như là đã
mang lại được cái lợi ích đối với các cán bộ công đoàn, tăng thêm cái thu nhập cho cái hoạt động, tăng thêm cái thu nhập trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ khoa học. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng. Liên đoàn Lao động huyện Tam Đảo đã phát động sâu rộng trong công nhân viên chức lao động, thực hiện nhiều việc làm thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới. Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn, lựa chọn và đăng ký thực hiện một số công việc cụ thể, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động, cùng với nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa, làng xã, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Bằng những việc làm thiết thực cụ thể, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Tam Đảo đã và đang góp phần tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với việc triển khai sâu rộng cụ thể phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức lao động đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao vai trò vị trí của tổ chức công đoàn và là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên trong việc đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Để tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thì thủ trưởng cơ quan có phối hợp với ban chấp hành công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề làm tròn bổn phận của mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Phong trào thi đua đã được phát động đến 100% cán bộ, đoàn viên và người lao động trong cơ quan. Thông qua phong trào thì chúng tôi tổ chức cái việc ký cam kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan với ban chấp hành công đoàn và giữa ban chấp hành công đoàn với các tổ công đoàn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, để nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ và chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Những năm qua, bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua, công đoàn cơ sở Ủy ban nhân dân huyện còn đẩy mạnh công tác tham gia quản lý, quan tâm đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn. Xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm, giúp cải thiện một phần đời sống của cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các tổ công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, quan tâm đến đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Bản thân tôi là đoàn viên công đoàn của khối công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo. Thì cá nhân tôi cũng nhận thấy rằng tổ chức công đoàn của khối cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo thì cũng thường xuyên quan tâm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó thì cũng kịp thời thăm hỏi, động viên các đồng chí là đoàn viên công đoàn, bố, mẹ, vợ chồng, con của đoàn viên công đoàn mỗi khi ốm đau bệnh tật, và hàng năm thì đều vận động khuyên góp dành những suất quà có giá trị để ủng hộ cho các đồng chí là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và bên cạnh đó thì trong công tác nhiệm vụ chuyên môn hàng năm thì tổ chức công đoàn, đặc biệt là ban chấp hành công đoàn thì cũng tham mưu với thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo cử các đồng chí là đoàn viên công đoàn tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Ban chấp hành công đoàn cơ sở Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các tổ công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức viên chức nâng cao ý thức và rèn luyện tác phong, lối sống giản dị, lành mạnh, không vi phạm vào các tệ nạn xã hội. Cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan, xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Ban chấp hành công đoàn chúng tôi cũng đã phối hợp với cơ quan Ủy ban dân huyện, chúng tôi phát động cái phong trào thi đua để hưởng ứng 20 năm tái lập tỉnh. Phong trào này thì chúng tôi cũng sẽ triển khai đến tất cả các cái đoàn viên công đoàn là cán bộ, công nhân viên chức, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan. Là một đơn vị sự nghiệp làm công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và nghiên cứu khoa học, công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Tam Đảo đã xây dựng tốt quy chế hoạt động với chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác. Ban chấp hành công đoàn luôn bám sát nghị quyết của Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ của Vườn Quốc gia, các chương trình công tác của công đoàn cấp trên. Từ đó xây dựng kế hoạch,
chương trình công tác và các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể sát với điều kiện, đặc điểm của đơn vị. Chủ động nghiên cứu, vận dụng đổi mới phương pháp hành động, xây dựng quy chế và có sự phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành. Duy trì chế độ sinh hoạt hội họp đúng quy định. Thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, củng cố và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đến nay, tổng số cán bộ công chức viên chức và người lao động của Vườn Quốc gia Tam Đảo là trên 90 người. Trong đó, 100% là đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 7 tổ công đoàn. Nhiều đoàn viên có ý chí vươn lên trong công tác và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành được cái nhiệm vụ mà chuyên môn mà lãnh đạo giao hàng năm, thì bản thân tôi đã chủ động nghiên cứu và nắm rõ các cái chỉ thị, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị. Từ đó xây dựng cho mình một cái kế hoạch làm việc ngắn hạn và cho cả năm. Để triển khai kế hoạch đó thì ngoài ra thì để chúng tôi cũng thường xuyên học tập, tự chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác của mình, đồng thời là phối hợp chặt chẽ với lại đồng nghiệp, đồng chí, các cơ quan chuyên môn liên quan đến cái lĩnh vực mình được giao phụ trách. Để đạt được mục tiêu duy trì sự ổn định và phát triển bền vững tài nguyên rừng, Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Tam Đảo đã phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất chất lượng, hiệu quả cao. Phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Phong trào cải tiến lề lối làm việc. Phong trào thi đua quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Phong trào thi đua nghiên cứu khoa học. Vườn Quốc gia Tam Đảo của tôi thì là một đơn vị sự nghiệp làm công tác quản lý bảo vệ rừng. Các ông chí chúng tôi xác định rõ những cái nhiệm vụ chúng tôi, nhiệm vụ chính là công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và như vậy là nghiên cứu khoa học để phục vụ phát triển lâm nghiệp của ngành. Thì ngay từ năm thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể như đoàn thanh niên, rồi hội cựu chiến binh để mà triển khai cái phát động phong trào thi đua tới từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Thế và trong quá trình đó thì chúng tôi đã có những cái tuyên truyền, vận động cho cán bộ hiểu được cái chức trách nhiệm vụ của mình và cái vị thế của mình trong công tác bảo vệ rừng và cái tầm quan trọng của bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường để mà khơi dậy cái lòng tự trọng của cán bộ nhân viên chức để thực hiện cái nhiệm vụ này tốt hơn. Ban chấp hành công đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc lập kế hoạch để phát động phong trào thi đua hàng năm, đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn tích cực thi đua lao động sản xuất trong công tác phục hồi hệ sinh thái rừng. Công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai toàn diện. Vì vậy, diện tích rừng được giữ vững, không để xảy ra các vụ cháy lớn. Uy tín của cán bộ kiểm lâm được củng cố, rừng ngày một phát triển. Phong trào nghiên cứu khoa học tiếp tục được thực hiện với hai đề tài nổi bật trong năm 2015, đó là đề tài bảo tồn nguồn gen hai loài trà đặc hữu và đề tài khai thác và phát triển nguồn gen trà hoa vàng Tam Đảo, trà hoa vàng Petelo tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Năm 2016, Vườn Quốc gia Tam Đảo đang tiếp tục xây dựng đề cương và dự toán chương trình theo dõi tài nguyên rừng và đa dạng sinh học giai đoạn 2016-2020. Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Tam Đảo trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho công đoàn tổ chức và hoạt động với một số các nội dung sau. Thứ nhất là dân chủ hóa các cái hoạt động thực hiện các cái nhiệm vụ của đơn vị. Cái thứ hai là tổ chức các cái phong trào thi đua. Cái thứ ba là thực hiện các cái biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Thứ tư là tạo điều kiện cho công đoàn tham gia vào các cái hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện về phương tiện, thiết bị để cho công đoàn hoạt động có hiệu quả. Phát huy những kết quả đã đạt được với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Liên đoàn Lao động huyện Tam Đảo chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phấn đấu năm 2016 có 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, trong đó có 80% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn cơ sở yếu kém. Chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.